Xin chào bạn. Nếu như bạn đang gặp một vấn đề, đó là bạn đang có trong tay một danh sách khách hàng cũ, khách hàng tiềm năng. Ví dụ 1.000 người hay 3.000 người hay 5.000 khách hàng cũ, khách hàng trước đây hay là những người đã từng để lại thông tin cho bạn. Nhưng đã rất lâu rồi bạn không động chạm tới những người khách hàng như thế. Và bạn không biết làm thế nào để có thể kết nối lại với khách hàng như vậy, để có thể giúp cho khách hàng quay trở lại với bạn một cách tự nhiên nhất, một cách dễ dàng nhất. Thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn một trích đoạn đáp án của tôi, câu trả lời của tôi với câu hỏi này để giúp bạn một số định hướng, một số ý tưởng để triển khai cho hoạt động kinh doanh của mình. Chúng ta sẽ cùng theo dõi và hy vọng rằng nó sẽ giúp cho bạn nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình trong thời gian tới. Đây cũng là câu hỏi mà rất nhiều người, Duy tin rằng cũng rất nhiều người quan tâm. Đó là trong trường hợp của anh đang có 5.000 khách hàng cũ, đúng không? Một tệp khách hàng 5.000 khách hàng cũ, và anh đang làm kinh doanh về spa thẩm mỹ, vậy thì mình nên tiếp cận lại người khách hàng cũ như thế nào? Đây là câu hỏi mà Duy nghĩ rằng là cũng rất nhiều các anh chị quan tâm. Tiếp cận khách hàng cũ. Cụ thể trong ví dụ của anh thì anh làm về spa thẩm mỹ và anh đang có 5.000 khách hàng, tệp khách hàng, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ mình nên làm gì? Rồi. Thực ra đây chính là một cái điều mà Duy muốn nói với các anh chị trong suốt thời gian vừa rồi. Đó là marketing thì nó không chỉ dừng ở quảng cáo, mà marketing, vai trò của marketing nó có rất nhiều yếu tố. Nó vừa là thu hút khách hàng, vừa là giúp cho khách hàng trở thành là những người trung thành, nuôi dưỡng khách hàng đó, và đồng thời là xây dựng mối quan hệ. Cho nên nếu như anh chị nào hiểu về marketing và biết cách xây dựng chiến lược marketing của mình một cách có chiến lược, thì các anh chị sẽ khai thác được hết cái vai trò của marketing, nó là những cái như thế này, chứ không phải là chỉ có bán hàng, đúng không ạ? Tất nhiên nếu các anh chị nào muốn tập trung vào performance marketing như Duy nói ban đầu á, thì đó là cách mà anh chị lựa chọn, không sao hết. Cái đó tùy mỗi người thôi. Nhưng mà vai trò của marketing nó rất là lớn. Vậy thì trong cái câu hỏi này á, nó sẽ liên quan đến một cái việc, đó là khi mà chúng ta làm marketing thì các anh chị cũng cần phải xác định một cái yếu tố, một cái hoạt động. Đó, chúng ta cần phải đưa ra những cái hoạt động thường xuyên để chăm sóc, để nuôi dưỡng khách hàng của mình, đúng không ạ? Vậy thì với câu hỏi này Duy có thể chia sẻ câu hỏi là gì, data cũ, thì Duy có thể chia sẻ với anh cũng như các anh chị khác quan tâm một số hoạt động cụ thể trong trường hợp này mình có thể làm. Nhưng mà từ đó các anh chị sẽ thử suy nghĩ xem mình có thể bổ sung thêm được những hoạt động nào khác để có thể duy trì được khách hàng của mình hay không. Đừng để trong cái trường hợp là 5.000 khách hàng cũ từ rất nhiều năm rồi, bây giờ mới khai thác lại thì nó hơi bị lãng phí. Tất nhiên chúng ta vẫn khai thác được, đúng không ạ? Vẫn khai thác được, thậm chí đôi khi là cái việc khai thác khách hàng cũ nó cũng rất hiệu quả. Cho các chị đừng nghĩ rằng khách hàng cũ của mình ấy, là mình có thể bỏ qua nha. Hoạt động đầu tiên nào, bây giờ cụ thể đi, là trong trường hợp của anh nói là 20 tháng 10 tới đây, đúng không ạ? Thì nó hơi sát rồi, cho nên bây giờ mình có thể làm một số hoạt động như này. Đầu tiên, các anh chị có thể là làm một cái chiến dịch cảm ơn, đúng không ạ? Tùy theo cái data của anh chị là hiện nay theo hình thức như nào, số điện thoại, tin nhắn hay là email. Nhưng mà mình sẽ làm ra một cái chiến dịch cảm ơn. Chiến dịch cảm ơn này là như nào? Đó là các anh chị, nào bây giờ mình nói này ha, cho dễ hiểu này. Nếu như mà các anh chị có một người yêu cũ, đúng không? Thì bây giờ làm thế nào để hàn gắn lại? Hay là có một người nào đó mà các anh chị chẳng may ngày xưa mà lỡ lời, làm cho họ mất lòng, bây giờ làm thế nào để mình có thể quay lại với họ? Chúng ta phải có một lý do, đúng không ạ? Chứ không thể nào mà tự nhiên quay trở lại, tôi đây, tôi có sản phẩm mới đây, các anh chị mua đi, đúng không ạ? Tự nhiên người ta cảm thấy nó thế nào, đúng không ạ? Tự nhiên gặp cái anh người yêu cũ, anh bảo, ngày xưa đá tôi, bây giờ quay lại, đúng không ạ? Bây giờ mình cần phải có một cái điều đầu tiên, đấy là một cái lý do. Thì ở đây chúng ta đang làm là chúng ta đang tạo ra cái lý do đấy, được chưa ạ? Bây giờ các anh chị mà quay lại với người yêu cũ thì phải là nhân dịp mà chúng ta cách nhau quen nhau cách đây 10 năm, nhưng mà nhân dịp kỷ niệm một năm quen nhau, nhưng mà từ cách đây 10 năm tôi quay trở lại, đúng không ạ? Đấy là một cái ví dụ như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta đang tạo ra một chiến dịch cảm ơn này là để lấy cái lý do để các chị quay lại với khách hàng cũ. Trong đó các chị có thể gửi là tin nhắn, đúng không ạ? Hay là email. Đừng gọi điện thoại nhá. 5.000 này mà anh gọi điện thoại là chết tiền điện thoại mà chưa chắc ra kết quả đâu, đúng không ạ? Tin nhắn, email, Zalo, đúng không ạ? Ví dụ như vậy. Thì các anh chị sẽ
Hoặc là các anh chị có thể lập tức là làm cái cách mà Duy nói, nếu như đó là một danh sách email, các anh chị có thể chạy quảng cáo. Chương trình cảm ơn, tri ân khách hàng trung thành hoặc là khách hàng của .. của thẩm mỹ viện của anh hoặc là công ty của anh chị, đúng không ạ? Và trong đó các anh chị sẽ cần phải đưa ra một cái voucher hoặc một cái quà tặng gì đấy. Voucher hoặc quà tặng gì đó. Ví dụ nhân kỷ niệm 5 năm thành lập công ty chúng tôi thì chúng tôi có một cái món quà dành cho tất cả những người khách hàng gọi là đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Vì thế nếu như các anh chị nào mà quay các anh chị đến tham gia vào cái chương trình hoặc là các anh chị cho phép chúng tôi được thể hiện cái tấm lòng của mình, thì các anh chị chỉ cần đến với chúng tôi và nhắc tên các anh chị, và nếu như tên các anh chị có trong hệ thống thì chúng tôi sẽ tặng cho các anh chị một cái buổi điều trị miễn phí trị giá là 5 triệu đồng, đúng không ạ? Một cái buổi tư vấn và sau đó trị liệu cho ra 5 triệu đồng. Nào anh mà có 5.000 người mà 5.000 người này cùng quay lại cho anh mỗi lần anh 5 triệu thì chắc là sạt nghiệp, đúng không ạ? Nhưng mà đó là cơ hội để chúng ta có thể upsell, được chưa? Vậy thì cái điều đầu tiên, quay trở lại, chúng ta sẽ cần phải có một cái chương trình, là một cái lý do, và chúng ta nên lấy cái lý do là để cảm ơn đó, để khách hàng họ cảm thấy rằng đây là một cái lý do phù hợp và các anh chị đang trân trọng tất cả những cái gì họ đã làm với mình. Kể cả khách hàng đã mua các anh chị 5 năm rồi, 10 năm rồi, nếu như bây giờ các anh chị xuất hiện ngay cái trước màn hình của họ, trước cửa của họ, trong cái email của họ nói rằng là: xin chào anh, tôi biết anh chị đã từng mua của chúng tôi, đã từng sử dụng sản phẩm chúng tôi, và chúng tôi trân trọng tất cả cái điều đó. Chính vì cái lý do như vậy cho nên tại thời điểm bây giờ, nhân kỷ niệm cái sự kiện mà chúng tôi tổ chức như này, thì chúng tôi sẽ tặng tất cả các khách hàng của mình. Công việc anh chị cần làm đó là nhắc tên của anh chị, đúng không ạ? Và chúng tôi sẽ xem trong hệ thống, nếu như có, các anh chị sẽ ngay lập tức nhận được một cái buổi 5 triệu này. Tuyệt vời. Không có ai không có lý do nào không quay trở lại, đúng không? Ai cũng thích được quà tặng hết. Đó là cái điều đầu tiên. Thứ hai là gì? Thứ hai là nếu như mà như Duy vừa nói, đúng không ạ? Chạy quảng cáo. Quảng cáo dựa trên cái email đó. Bởi vì lúc nãy anh có nói là 20 tháng 10 bây giờ đã là gần 1 tháng nữa rồi, đúng không ạ? Bây giờ để nhanh nhất là đến cái này ấy, mình làm quảng cáo đi. Bởi vì nếu mà các anh chị làm email, gửi email cũng tốt. Nếu như các anh chị làm email hiệu quả thì cái tỷ lệ mở của anh chị có thể là được 10% trở lên nha. Nếu mà các anh chị làm email, gửi email thì cái tỷ lệ mà 10% trở lên thì là tỷ lệ tốt rồi. Tức là trung bình, chứ không phải tốt lắm nhưng mà trung bình, đúng không ạ? Thì mình cũng có thể coi nó là ok. Thì mình sẽ chạy thường xuyên, chạy liên tục, một tuần các chị gửi 3 lần đi, đúng không ạ? Thì ví dụ như là các cái chiến dịch marketing hiện nay của Duy thì nó còn tỷ lệ còn cao hơn nó rất là nhiều. Nhưng mà 10% là ok rồi. Các chị nếu như mà cái tỷ lệ mở email của mình là tầm trên 10% thì ok, mình sẽ liên tục, thậm chí là nếu là gấp ngày 3 lần, nếu không thì tuần 3 lần, đúng không ạ? Gửi những email đó cho khách hàng để sao ạ? Dần dần khối lượng khách hàng đó họ sẽ nhìn thấy. Thì một lần nữa trong cái email đó mình lại cho quà tặng, lại gửi lời cảm ơn, gửi lời tri ân. Rồi sau đó các anh chị sẽ mời khách hàng là liên hệ trực tiếp, đúng không ạ? Liên hệ tư vấn, hoặc là liên hệ trực tiếp, hoặc liên hệ để nhận quà tặng, vân vân và vân vân. Thì sau đó khách hàng sẽ quay trở lại. Ngoài ra, cái danh sách email đó các anh chị sẽ chạy quảng cáo. Và chạy quảng cáo ở đây thì chúng ta nên để rõ vào trong đó, đó là tri ân khách hàng cũ, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đang nhắm tới cái tệp khách hàng này, khách hàng quay trở lại, khách hàng cũ này mà. Chúng ta không muốn tập trung vào khách hàng mới, được chưa? Thì các anh chị có thể hỏi là nếu như vậy thì khách hàng mới thì sao? Khách hàng mới mình chạy quảng cáo khác. Nhưng mà một điều khác là như này. Khi mà khách hàng mới họ nhìn thấy các anh chị dùng có một cái chiến lược dành cho khách hàng cũ thì họ sẽ cảm thấy là cái gì ạ? À, cái đơn vị này, cái công ty này, cái thẩm mỹ viện này, họ thực sự họ rất trân trọng khách hàng của mình. Vậy thì khách hàng mới như vậy, khách hàng cũ như vậy, họ cũng làm như vậy thì chắc chắn là khách hàng mới họ còn quan tâm hơn. Họ cũng sẽ có một hứng thú dành cho các anh chị. Đây là hoạt động vừa tiếp cận được khách hàng cũ, vừa đồng thời xây dựng được thương hiệu cho các anh chị, được chưa? Ngoài ra, nếu như các anh chị muốn là một công hai ba việc, một mũi tên trúng hai ba con nhàn nhạn, đúng không? Thì chúng ta có thể là cái quảng cáo này vừa là tiếp cận là chương trình tri ân khách hàng cũ, đồng thời giới thiệu khách hàng mới. Đây chính là sức mạnh của marketing, đó là chúng ta có thể là dùng các hoạt động để tiếp cận một lúc nhiều khách hàng khác nhau. Ví dụ chương trình này dành cho khách hàng cũ, và nếu như khách hàng cũ quay trở lại và mang một khách hàng mới đến thì cả hai bên cùng có quà, đúng không ạ?
người mới 5 triệu, người cũ cũng 5 triệu. Hoặc là người mới 1 triệu, người mới có người cũ cũng 1 triệu. Tức là hai bên cùng có quà, cả ba bên cùng vui, cả nhà cùng vui, đúng không? Vậy thì khi đó cái hoạt động như vậy nó sẽ tạo ra, nó sẽ tạo ra rất nhiều cái sự hào hứng, cái sự chia sẻ trong cái cộng đồng của anh chị là cái 5.000 người này. Tuy nhiên ở đây thì Duy sẽ cần có một điều cần phải nhắc nhở các anh chị là tại thời điểm bây giờ, nếu như các anh chị sẽ cần phải tránh một hoạt động như này, đó là các anh chị sẽ cần phải tránh hoạt động đó là kêu gọi chia sẻ. Tránh hoạt động là kêu gọi chia sẻ để nhận quà, đúng không ạ? Bởi vì tại thời điểm bây giờ, YouTube, Facebook, TikTok, Google, tất cả mọi nơi đều đánh giá rất là đánh giá thấp, và thậm chí là đánh giá là cảnh báo, và coi rằng các anh chị đang không tập trung vào tức là đang dùng gọi là những cái chiêu trò để thu hút khách hàng, thu hút những người không thực sự quan tâm bằng cách là kêu gọi chia sẻ. Bởi vì có một số các anh chị nhắn tin cho Duy là bây giờ thầy ơi, thế thì bây giờ em viết trên status của em trên Facebook là bây giờ các anh chị chia sẻ cái tin nhắn này, nếu như mà có mỗi một người chia sẻ đến 10 người thì sau đó các anh chị được nhận quà, có được hay không, để mình có thể đẩy mạnh cái việc tương tác đó lên. Cảnh báo với các anh chị là những hoạt động như vậy bây giờ đang đưa vào trong danh sách đen của tất cả các nền tảng, bởi vì hiện nay tất cả các nền tảng tập trung vào cái chất lượng của nội dung chứ không còn là nhiều người tương tác nữa. Cho nên nếu các anh chị đang định làm cái yếu tố này thì tránh giúp Duy ha. Kẻo là cái fanpage của mình hoặc là cái trang của mình đi vào cái danh sách đen thì lúc đó các anh chị bị bóp tương tác, lúc đấy chỉ có đừng hỏi ai mà chỉ có tự hỏi mình mà thôi, được không ạ? Rồi, thì đấy chính là cái câu trả lời của Duy trong câu hỏi số 5 này, tiếp cận khách hàng cũ. Các anh chị nào mà cảm thấy những cái kỹ thuật mà Duy vừa chia sẻ có hữu ích với mình thì viết trong ô chat giúp Duy, được không ạ? Là tôi thấy hữu ích, tôi thấy hay, được không ạ? Rồi, như vậy là chúng ta đã cùng chia sẻ với nhau một số ý tưởng để giúp bạn kết nối lại khách hàng cũ của mình, những người khách hàng mà bạn đã bỏ quên trong rất nhiều năm, có phải không ạ? Hy vọng rằng đó sẽ là những cách để giúp bạn nâng cao hiệu quả, kết quả trong kinh doanh của mình. Tuy nhiên, nếu như bạn còn đang băn khoăn không biết làm thế nào để có thể phát triển một chiến lược marketing tổng thể, bài bản và dài hạn, và để không bao giờ bị bỏ quên những người khách hàng như vậy một lần nữa, bởi vì đó là những người khách hàng rất tiềm năng, rất dễ chốt sales, có phải không ạ? Thì nếu như đó là điều bạn đang quan tâm thì tôi đã xây dựng một chương trình huấn luyện đặc biệt có tên là Pro Marketing, để giúp bạn thay đổi tư duy trong các hoạt động marketing của mình, không còn bị phụ thuộc vào quảng cáo, và giúp bạn xây dựng một chiến lược marketing hiệu quả trong dài hạn bằng các công cụ, những quy trình, những cách thức thực tế mà tôi đã tích lũy được trong vòng hơn 15 năm làm việc của mình. Nếu như bạn muốn tham gia vào chương trình này thì có hai cách để bạn có thể thực hiện. Thứ nhất là hãy liên hệ, nhắn tin trực tiếp với tôi qua Facebook chính thức fanpage Coach Duy Nguyễn. Và thứ hai đó là hãy nhắn tin hoặc gọi điện thoại tới số hotline đang hiện trên màn hình như thế này. Một đại diện của tôi ở Việt Nam sẽ liên hệ trực tiếp với bạn để tìm hiểu xem bạn có sẵn sàng, có phù hợp để tham gia vào chương trình huấn luyện đặc biệt Pro Marketing như vậy hay không. Bởi vì chúng ta sẽ cùng nhau để giúp bạn xây dựng chiến lược marketing và cho bạn những công cụ để bạn có thể nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình trong dài hạn. Hẹn gặp lại bạn tại chương trình đào tạo đặc biệt Pro Marketing sắp tới, và chúc bạn một ngày làm việc hiệu quả. Xin chào!